anh đâu muốn nghèo đâu. Tại ba má anh nghèo cho nên nó di chuyển thôi. Anh đâu muốn nghèo đâu cho em bỏ anh. Không, không được đâu. Đàn ông mà khóc là nhục. Đàn ông có thể không có tiền, có thể chưa có sự nghiệp, có thể không đẹp, nhưng phải chân thành. Tôi nói thật, ai mà có lỡ dính trong này thì chịu, đừng có giận Trấn Thành. Tại vì tôi nói thẳng luôn, ai yêu mà hay im lặng là người ngu. Ngu lắm mới im lặng. Nếu người yêu của anh có cái gì? Công ty thì phá sản, anh thì nghèo, bây giờ mắt lại còn mù nữa chứ. Anh lấy cái gì để nuôi em? Môi son mà hồng làm em thay đổi rồi. Có lẽ bên anh em thay đổi chỉ vì sáng rồi. Gấm bóc đua đàm, phải chăng em chỉ như thế sao? Phải không em? Kiếm từng đồng từng cắt, lo từng bữa ăn cho nó, để mày đi đánh lộn hả? Còn tụi bay nữa, đánh lộn được cái gì, nghĩ tới gia đình không? Mỗi lần đánh lộn được 100-200 ngàn đúng không? Còn ra đánh cả năm trời rồi kiếm được nhiêu? Có đặt mục tiêu cho bản thân mình chưa? Có từng nghĩ là một năm mình sẽ làm được cái gì chưa? Thanh niên trai tráng, mình phải có định hướng cho tương lai của mình, giống như tao vậy. Chúng ta luôn luôn trách bố của mình là rất thô lỗ, rất cọc cằn, rất là hung dữ. Chúng ta quên mất những điều mà họ đã làm cho mình. Tại vì những người đàn ông làm không bao giờ nói âm thầm. Nhưng buồn cười là cái tuyệt vời họ làm cho mình nó không được thấy, mà chúng ta toàn thấy những cái khủng khiếp nhất khi họ la mắng mình. Là cả thanh xuân. Hãy một lần lao ra ngoài đời kiếm tiền để hiểu được cái nỗi khổ của việc kiếm tiền. Anh thường thức dậy 2 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng để làm việc, mặc dù hôm trước anh nhậu rất say. Anh phải tiếp khách. Bởi đơn giản anh biết một việc thôi, bạn muốn thành công thì bạn phải cố gắng gấp đôi, gấp 3 lần cái thằng bình thường. Thời buổi này có những thằng nhóc nó không biết thân biết phận. Nó cứ nghĩ qua lại với con gái tôi. Con gái tôi nói chuyện cười giỡn với nó là nó ảo tưởng là con gái tôi có tình cảm với nó. Thật sự không phải đâu. Tôi thừa hiểu mà. Nó chỉ là ảo tưởng tài sản trong nhà này để nó đu bám con gái tôi. Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Tôi nói mày nghe nè, lúc mà mày có nhiều tiền thì nhiều người xung quanh mày, còn lúc mày không có tiền ai xung quanh mày? Tôi thì nghèo muốn chết luôn à. Giao không thích, thích nghèo. Bộ khùng á. Nhưng mà nghèo sống tình cảm. Ba mẹ thì lúc nào cũng đi làm hết á. Nhiều lúc mà muốn trò chuyện hay tâm sự cái gì cũng không thể nào nói được. Nhà từ nhỏ tới lớn chỉ toàn có người làm không mà. Cho nên mỗi lần đi học thì yếu được ba đón á thì tủi thân lắm. Bây giờ mình là đàn ông, có những lúc mình phải lùi mấy bước để mình tiến lên mấy bước. Đâu phải lúc nào cũng tiến mà lúc nào cũng lùi. Phải tùy tình huống thôi. Tùy tình huống đó, vậy mới là mình phải là người có ý chí. Dạ, dạ. Có bản lĩnh chứ. Mình chê đi cho họ ghét mình. Sống mà thương là mất công đau khổ. Họ ghét mình nhiều là họ thương mình nhiều. Giống như cha mẹ đánh con cho nhiều, cho roi, thương con phải cho roi cho vọt thì mới thương con. Mà dụ ngọt con là con thương. Nên giờ mình làm gì mình cũng chê đi. Nếu như em vô tình em làm rơi một chiếc nhẫn xuống đất đi, nếu em không chạy lại thì tất cả cái trường quay này nó sẽ ùa và nó lấy cái chiếc nhẫn đó. Nhưng em vô tình em làm rơi một chiếc bút bi, thôi không sao, ta kiếm mua bút khác. Tại sao? Vì chiếc nhẫn nó chỉ ra 1 tỷ, còn cái bút bi á nó chỉ có 4 nghìn thôi. Em hiểu vấn đề không? Cho nên nếu như em không có công việc, không có sự nghiệp, chỉ ở nhà, chỉ follow người ta, thì em sẽ là cái bút bi đó.
Còn nếu như em có sự nghiệp rực rỡ, em xinh đẹp, em lạc quan, có bạn bè, có cộng đồng, có xã hội, có giấc mơ, thì em sẽ là cái nhẫn. Mấy cái thằng luôn luôn nghĩ mình thông minh, lúc nào cũng là thằng ngu. Thất tình là không đáng sợ, tại vì không có tình này thì cũng có cái tình mới mà thôi. Nhưng mà thất nghiệp là đúng là đáng sợ thiệt, nhất là phụ nữ. Tụi em chơi với nhau từ năm lớp 10 và em xem bạn và bạn cũng xem em giống như là chị em ruột trong gia đình. Nhưng mà đến một ngày á thì tự nhiên tất cả mọi bí mật của em thì nó tràn lan trên trường và tất cả mọi người đều biết. Thì cái chuyện đó chỉ có em và bạn biết, thì em không nói thì chắc chắn là bạn nói rồi. Khi đó em mới hỏi là tại sao những chuyện tế nhị của em thì bạn lại đem đi kể cho tất cả mọi người nghe. Thì bạn cười, bạn nói đơn giản là bạn muốn chơi những người khác và bạn không còn muốn chơi với em nữa. Trời. Kể từ đó trở đi là em không còn dám thân với ai nữa, em bị mất niềm tin trong tình bạn luôn. Đối với em, tất cả mọi người là chỉ đem giao tiếp thôi, chứ không ai còn đáng tin ngoài gia đình để mà em share những chuyện riêng tư cá nhân của em nữa. Mày là đàn ông mà đi sanh nảnh với đàn bà con gái, làm đàn ông mà tới bao dung cũng không được thì thôi đi vô nhà lấy dao đầm ra mặt đi cho rồi. Nếu người yêu của anh phản bội anh đi đám cưới với thằng khác thì anh có quay phim chúc mừng đám cưới cho họ được không? Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Say men rượu tuy cay mà ngọt, say men tình thì tuy ngọt mà cay. Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh, nhưng tình giết ta rồi bất tỉnh thiên cu. 3 giờ sáng suy nghĩ về cuộc sống không ngủ được, cầm điện thoại lên gọi điện cho những người anh em bạn bè, không một ai nghe máy. Không ngờ gọi nhầm vào số bố, tôi lập tức cúp máy đi. Không ngờ bố tôi gọi lại ngay, hỏi tôi con sao vậy, có chuyện gì à. Tôi bảo rằng con không sao. Bố tôi bảo rằng không sao là tốt rồi. Bố buồn ngủ quá, con cúp máy trước đi. Cúp điện thoại xong tôi ôm gối ngồi khóc. Có lẽ trên đời này bố là người duy nhất tôi vừa cúp máy đi mà gọi lại ngay cho tôi, dù rằng đã khuya như thế. Cuộc đời con ta phương xa quê. Đúng rồi, các bạn nói rất là đúng. Khi người ta đã không muốn thì người ta có nhiều lý do lắm. Còn khi người ta đã muốn rồi, khi người ta đã muốn rồi thì người ta cũng rất là nhiều lý do để tiếp tục. Các bạn có biết vì sao mà có người này thành công hơn người kia không? Có người này đạt được cái này còn người kia thì không? Bởi vì họ phải có một cái động lực gì đấy. Họ phải có một cái động lực, họ phải có một cái sự mất mát gì đấy mà trước đấy người ta, người khác không có, chỉ có họ có thôi. Và vì họ có cái sự mất mát đấy, cái sự hy sinh đấy, mà họ không có quyền hay là họ không cho phép mình nghĩ lại hoặc lùi lại, hoặc là tối thiểu là được nhìn lại. Họ chỉ có tiến ở phía trước thôi. Dù có là Bill Gates cũng có những câu chuyện đằng sau Bill Gates mà không ai biết, chỉ biết